cuối tuần là phải ngủ nướng và ngày chủ nhật của mình bắt đầu lúc 11 giờ trưa. Bình thường ngủ dậy thì mình uống luôn một ly nước, mà mấy ngày rảnh rỗi ở nhà thì mình sẽ pha chanh mật ong để uống. Mình rất là thích uống chanh mật ong, cực kỳ ngon mà lại còn tốt nữa. Xong rồi đi vào đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân này kia buổi sáng. À quên, buổi trưa chứ, hơn 11 giờ trưa luôn rồi. Xong rồi ra vẫn bôi chét đầy đủ, lotion, serum, kem dưỡng, kem chống nắng, son dưỡng. Rồi đi xay một tô smoothie để ăn, tiện quay video luôn. Ăn xong no nê rồi thì gom đồ đi giặt. Chỗ mình ở thì dùng là phòng giặt chung của tòa nhà. Trong lúc chờ giặt đồ thì đi lên phòng vệ sinh phòng, quét nhà xong rồi đi lau nhà nè. Toàn mấy thứ mình nói là mình ghét trong video hôm bữa, nhưng mà cũng phải tự làm thôi. Tiếp theo thì đi rửa cái quạt. Quạt sạch không có bị bụi á, thì mình thấy quạt nó mát hẳn luôn. Nên là tầm một tháng rửa một lần là ok. Lúc này cũng bám bụi sương sương sơ sơ rồi. Ở nhà mình dùng quạt là chính, ít khi dùng máy lạnh lắm. Một phần là tiết kiệm, một phần là vi mũi dị ứng. Ở nhà thì cũng ráng uống cho đủ lượng nước cần một ngày. Bữa nay thì mình uống nước đậu đen, uống riết bị ghiền luôn á. Xong rồi canh giờ đi xuống phòng giặt để lấy đồ từ máy giặt bỏ qua bên máy sấy. Mê đồ được sấy lắm luôn, thơm, ấm và cực kỳ mềm. Rồi mình lên phòng và nằm dài coi phim. Coi phim một lúc mệt quá, mỏi người quá, bò dậy tự kẹo gió. Biết là phản khoa học nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả, nó cực kỳ đã luôn, bị ghiền kẹo gió. Rồi canh giờ đi xuống lấy đồ đã sấy lên. Tới 5 giờ chiều thì vào YouTube đi lễ online. Lễ xong thì tầm khoảng 6 giờ rưỡi thì mình đi xếp đồ, cất mớ đồ vừa mới giặt xong vào tủ. Gom giặt ít ít nên xếp nó đỡ ngán. Xếp thêm mớ khăn lông vào nhà vệ sinh. Lê la nằm ngồi một hồi thì bắt đầu đi tắm. Vẫn là cứ phải thắp cái nến thơm trong lúc mà tắm. Cảm giác rất là thư giãn, rất là đã. Xong rồi order đồ ăn. Cuối tuần mà lại đang cũng mệt mệt nữa nên ăn một bữa thật là ngon. Ăn xong thì ngồi edit video, công việc đều đều mỗi tối. Và cuối cùng là thắp nến thơm rồi vào coi phim. Đang xem cái trường luật này hay ghê luôn. Phải lấy hết một ngày chủ nhật và chuẩn bị tuần thứ hai work from home.